Cụ thể, trong 3 ngày, ngày 5 đến ngày 6 và ngày 7 tháng 8, khi mua sắm tại siêu thị Co-op, đại siêu thị Co-op Extra và cửa hàng Co-op Food, Co-op Smile và Cheer, quý khán giả có thể bạc, vàng và bạch kim sẽ được nhân 4 lần điểm thưởng nếu chọn mua các sản phẩm hạt nêm, bột ngọt Vedan và bánh Cozy. Riêng ngày mai, ngày 6 tháng 8, chương trình mang tên thứ 3 thả ga tích điểm sẽ tiếp tục được diễn ra. Điều đó đồng nghĩa với việc khách hàng thẻ bạc sẽ được tặng thêm 5 điểm thưởng nếu tích lũy đủ 15 điểm thưởng. Trong khi đó, 10 điểm thưởng sẽ là mức điểm tặng cho thẻ cấp độ vàng và bạch kim. Đặc biệt, nhằm lan tỏa tinh thần hạn chế sử dụng túi ni lông gây hại, hệ thống siêu thị Co-op sẽ dành nhiều ưu đãi cho quý khán giả mua sắm bằng túi môi trường.